Chào mừng các bạn đã đến với Hư Thần Giới Audio, hãy cùng nhau khám phá tập tiếp theo của bộ truyện Thế Giới Hoàn Mỹ. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra tiếp video nhé. Dược đô, tường thành không cao thậm chí còn sụp đổ và tràn ngập đủ loại dấu vết của năm tháng nhưng bên trong thành từ xưa đến nay đều rất hưng thịnh cho nên hiện tại không cần đến tường thành nữa. Trong mấy ngày này, thu hoạch của thạch hạo cực kỳ phong phú, tất cả các đại giáo tai to mặt lớn đều rủ nhau đến chào hỏi, tất cả đều không phải tay không mà đến. Một số người còn mang theo cả linh dược mà tới. Đây là đóa hoa của gốc linh dược ngoài cửa thành kia. Thạch hạo rất là phấn chấn, hộp ngọc trong tay có mùi thơm ngát song vào mũi, cánh hoa kia sáng óng ánh lập rè như là ngôi sao đang rải lên vậy. Đây chính là tòa thành này vô giá kỳ hoa, một năm cũng chỉ nở có vài đóa hoa như vậy thôi, cũng không biết có bao nhiêu người thèm muốn nó, muốn mua mà căn bản không thể mua được đây là biến dị linh thảo nó đã từng hấp thu một ít lôi kiếp dịch cho nên bây giờ đã tiến hóa thành một cây linh dược nó sống được mấy ngàn năm rồi không bao lâu nữa sẽ tiến hóa thành thánh dược quý hiếm vô cùng ánh mắt thạch hạo hừng hực dùng sức hít một hơi khiến cho ở trong mũi miệng tràn ngập mùi thuốc khiến cho tinh thần lập tức sảng khoái mà bên trong cơ thể thì tinh khí chảy xuôi cực kỳ dồi dào Cảm ơn đạo huynh rất nhiều, hắn ngọ ý cảm ơn, đoá hoa này giá trị quá cao hơn xa một cây linh dược bình thường rồi, hắn có thể cảm thấy thần trùng bên trên sợi tóc đã bắt đầu dục dịch. Đây là một ông già, hình dáng rất bình thường không có chỗ nào đặc biệt cả, đây đúng là môn chủ của đàn đỉnh giáo. Hiểu rõ mọi chuyện rồi, Thạch Hạo rất kinh ngạc, đây là một cổ giáo có truyền thừa vô cùng xa xưa, so với thần dược môn thì còn cổ xưa hơn nữa, vào vô số năm trước đây, nó đã từng cực độ huy hoàng, khi nhắc tới hai chữ đan đỉnh thì cả thiên hạ đều biết. Tuy nhiên trong thời gian dài rằng rạc thì cái gì cũng có thể thay đổi, bọn họ đã dần dần xuống dốc, hiện nay chỉ còn là một cái lụi bại môn phái bị mọi người dần quên lãng ở trong dược đô này. Ta có một đứa con trai, thiên phú cực cao. Từ tuổi nhỏ nó rất muốn khôi phục lại tất cả vinh quang từ thời thượng cổ của đan đỉnh môn cho nên đã bỏ trốn khỏi nhà rất nhiều năm chỉ vì muốn tìm được truyền thừa đã bị thất lạc nếu có một ngày tiểu đạo hữu gặp được nó thì ta hy vọng ngài hãy quan tâm giúp đỡ nó một chút ông lão nói thạch hạo đương nhiên sẽ không từ chối sau khi tìm hiểu tỉ mỉ tình hình hắn liền gật đầu đáp ứng có người nói rằng từ xưa đến nay chỉ có bốn người là luyện thành cửu chuyển thần đan thì thủy tổ của đan đình môn chính là một người trong số đó sau khi ăn được thần đan lập tức thành thần phi thăng lên trời cho nên có thể thấy được sự kinh người trong truyền thừa của đan đình môn nếu như có thể tìm được nó nói không chừng sẽ có một ngày cường thịnh trở lại và khôi phục lại thượng cổ tất cả vinh quang. Đi đi. Đền đóa hoa của gốc cây linh dược đó đều chiếm được rồi cho nên hắn không còn bất cứ tiếc nuối gì sau khi tới dược đô này nữa. Thạch hạo quyết định rời đi dược đô tới thạch quốc hoàng đô để xem bức thứ đó. Đương nhiên, hắn vẫn không quên lý do vì sao tới dược đô, tiếp đến còn phải tiếp tục làm những sự tình kia nửa chính là vơ vét linh dược, tranh thủ thu thập đầy đủ mọi thứ cần thiết rồi luyện chế ra một lò tiểu niết bàn đan đây là đột phá ràng buộc, một con đường vàng để tấn thăng thành tôn giả cấp. Thời loại lạc tới, chính là tôn giả cũng phải lẩn trốn cho nên rốt cục nó đáng sợ tới mức nào, rất khó tưởng tượng được. Thêm được một phần sức mạnh liền có thêm được thật nhiều vốn liếng để sinh tồn. Linh dược vốn ít ỏi, theo như lý thuyết mà nói thì một tòa linh sơn cũng chỉ có 10 cây thôi. Chuyến hành trình tới dược đôi lần này hắn đã dốc hết vốn liếng ra rồi cho nên bây giờ nghèo rất mỏng tơi. Thạch Quốc Hoàng đô hiển nhiên là có linh dược rồi, bởi vì nơi đó có rất nhiều đại tộc, các vương, hầu, khai quốc đều tập trung tại đây, đồng thời hắn tin tưởng vườn thuốc ở trung tâm hoàng gia thì chắc chắn có báu vật. Thạch Hạo một trận chiến thành danh, đã có tư cách đi tranh giành Thạch Quốc nhân hoàng vị trí rồi, thậm chí là có ưu thế cực lớn, cho nên nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì khi hắn tới nơi sẽ có rất nhiều thu hoạch tới tay. Rất nhanh, bọn họ liền từ từ rời khỏi dược đô đến một chỗ không người rồi dùng tấm hư không ra thú kia để vượt qua hư không mà đi. Lần này đi nhất định rất nguy hiểm, Hỏa Linh Nhi nhắc nhở hắn. Ta biết, Thạch Hạo gật đầu, hắn đã làm tốt tất cả mọi chuẩn bị. Cùng nhau lên đường thôi, chúng ta cũng muốn đi Thạch Đô để nhìn qua một chút, cửu đầu sứ tử, Hoài Nha, tử điêu mọi người vẫn muốn cùng đồng hành như trước. Này, tiểu nữ của thiên nhân tộc kia, ngươi làm gì mà cứ đi theo ta hoài thế? Thạch Hạo tuy đồng ý với yêu cầu của người khác nhưng khi nhìn về hương thiếu nữ mặc áo tím thì lại tỏ ra rất là bất mãn. Phan Hy tuy rằng xinh đẹp, khí chất siêu trần thoát tục nhưng hiện tại âm thầm cắn răng vì ánh mắt nong bỏng của tên kia cứ ở trên người của nào đảo qua đảo lại làm cho nàng khó chịu vô cùng. Thạch Hạo nói tiếp, kêu người giới thiệu thần Sơn cũng không được, lại mượn ngươi một cây thánh dược cũng không cho, cả ngày thì cứ đi theo sau cái mông của ta. Người nói xem ta có nên lập tức vác ngươi đi hay không hả? Vân Hy vênh khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, ánh mắt che giấu một tia xem thường, tâm thì kích động muốn đánh hắn một trận. Nàng âm thầm thề rằng một ngày nào đó nhất định phải thu thập tên oát con này mới được. Ta chính là không phải đi theo ngươi mà ta cùng với những người khác tâm đầu ý hợp cho nên đi cùng bọn hắn, người quản ta làm gì. Người đang muốn gậy chuyện với ta đấy à, thạch hạo cười hi hi nhìn nàng. Ai ra, ngươi làm gì vậy, Vân Hy sợ hãi kêu một tiếng, nàng yêu kiều thướt tha, dáng vẻ thướt tha, trong lúc bất ngờ lại bị nâng lên lập tức khuôn mặt cười đỏ chót, kịch liệt dãy ruộng. Ta quyết định rồi, vác ngươi đem về thôn, Thạch Hạo nói rằng. Cần gì phiền phức như vậy, cứ đem nàng đi lập gia thất là xong, ta có một cái tộc huynh, tướng mạo phi phàm, chính là tuyệt phối, Hòa Linh Nhi mở miệng. Mấy người còn lại hai mắt nhìn nhau, đều cho rằng không nên gây nội chiến ở đây, nhưng lại không tiện khuyên ngăn, hơn nữa lại cảm thấy có một chút âm mưu mùi vị ở đây khắc cửu đầu sư tử ho khan một tiếng mở miệng nói thôi bỏ đi người của thiên thần sơn không tệ đã từng giúp đỡ qua bộ tộc của ta hắn giảng hòa tôn giả của thiên thần sơn từng đã từng đi tìm gia gia của hắn là cửu linh vương để tặng một viên cổ đan nhằm trợ giúp cho cửu đầu sư tử tiến hóa thành thuần huyết sinh linh hỏa nhà cũng mở miệng nói rằng thiên nhân tộc không có kiêu căng với bọn hắn cũng có một chút giao tình đặc biệt là gia gia của hắn là lão hỏa nhà kia đã từng đi tới làm khách ở thiên thần sơn thật vất vả mới bắt được một tên mập mạp phù hợp với điều kiện đồng thời đối với ta còn có địch ý làm sao lại buông tha dễ dàng như vậy được thạch hạo không chịu buông mà vẫn vác thân thể thuyệt tha văn hy trên tay nói trừ khi nàng ta cho ta một đáp án khiến ta hài lòng bằng không dựa vào cái gì mà nàng ta lần nào cũng đuổi theo ta đòi cái bao cổ tay ta thấy tốt nhất vẫn là đem nàng ta bán đi hỏa linh nhi ủng hộ cười rất khoan khoái Vân hy tiên tử này, cuối cùng là tại sao ngươi hết lần này tới lần khác đều đến tìm ta đòi lại cái bao cổ tay này, ta nghĩ rằng thiên thần Sơn không chỉ có một cái này là thần linh pháp khí đâu. Trong tộc các ngươi thứ tốt nhiều không đếm hết ấy chứ, hỏi nhà hướng về ngàng dò hỏi. Đúng rồi, cái này có tác dụng gì thế vân hy tiên tử, cửu đầu sư tử cũng hỏi. Không nói chứ gì, lần này nhất định phải đem ngươi về thôn mới được, ngươi cứ an tâm mà làm người thủ thôn cho ta đi, thạch hạo ác ý hướng về cái mông đẩy đà của nàng vỗ một cái chuyện này lập tức khiến Vân Hy rít gào, trong mắt muốn phun ra lửa, dung nhan tuyệt mỹ của nàng phủ kín một áng mây hồng, nàng ta hận không thể cắn tên tiểu tử xấu xa này một cái. Hiển nhiên là Thạch Hạo liên hợp cùng Hòa Linh Nhi, cửu đầu sư tử cùng mọi người cố ý ép hỏi nàng ta, hắn muốn biết rõ tác dụng của bao cổ tay, thiên thần sơn hơn phân nửa có đại bí mật, vì vậy hắn mới cùng Hòa Nha các loại đóng vai ác nhân phản diện đi thôi, đi đến nhà của ta, các ngươi không phải là muốn biết nhà ta ở đâu sao, ngày hôm nay ta đem nàng về thủ sân thôn, thuận tiện mời các ngươi tới làm khách. Thạch Hạo nói, sau đó chớp chớp mắt nói, tộc trưởng vẫn luôn hy vọng ta vác mấy cái mỹ lệ mập mạp thiếu nữ trở lại đấy. Bọn họ ngồi trên hư không ra thú, cấp tốc phá không mà đi, cuối cùng thì đoàn người cũng xuất hiện ở Thạch Quốc Tây Cương, trong quá trình này, Vân Hy không ngừng dãy ruộng, không ngừng di vào. Nàng bị dọa sợ rồi, nàng đúng thật là sợ trở thành hùng hai tử tù binh và bị mang đi một cách dã dạ man. Người thả ta ra, Vân Hy dãy dụa, nàng là thần nữ trong thế hệ trẻ của Thái Cổ Thần Sơn cho nên chưa bị chật vật như thế bao giờ. Đi đi, lại đi thêm một bạn nữa liền tới nhà của ta, Thạch Hạo vác nàng nói. Ta nói, Vân Hy rốt cục không chịu nổi, nàng xinh đẹp như vậy nhưng lại bị người ta cho là chiến lợi phẩm vác trên vai, thật sự là không thể chịu đựng được. Nhật thời, cả một đám người đều yên tĩnh nhìn nàng để chờ biết đáp án. Đôi bao cổ tay kia chính là chìa khóa để mở ra một cái thái cổ trận pháp dùng để rời khỏi đại vực lao tù này, thiếu nữ áo tím nhanh chóng trả lời, nàng thật sự chịu không được rồi. Cái gì, tất cả mọi người đều chấn động, bốn chữ đại vực lao tù khiến lòng người xúc động lập tức khiến mọi người nghĩ tới rất nhiều chuyện. Cuối cùng là dẫn tới nơi nào, Hỏa Linh Nhi hỏi, dung mạo như ngọc tràn đầy nỗi kinh sợ. Tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Nếu như chỉ rời khỏi hoang vực thì không có quá nhiều phiền phức như vậy. Nếu như dùng tất cả biện pháp vẫn có thể xuyên thấu qua được màn ngăn cách các đại vực. Trên trận pháp kia chỉ viết là rời đi đại vực lao tù nhưng không nói rõ là đi đến nơi nào, chúng ta hoàn toàn không biết. Thiếu nữ áo tím than thở. Quả nhiên là có bí mật động trời. Thạch Hạo khẽ nói, những ngốc tử cũng từng nói qua một chuyện với hắn. Năm đó, nhị ngốc tử cũng từng là một đời cường giả, nhưng điều phẩm thì không ra gì, biết được một cái bí ẩn liền tìm cách trà trộm vào thiên thần Sơn nhằm tìm hiểu rõ một cái đại bí mật. Cuối cùng nó mơ hồ chạm được tới bí mật đó nhưng lại gây ra sự chú ý của cường giả trên thiên thần Sơn, bị truy sát một đường cuối cùng đánh trốn vào bách đoạn Sơn. Người bảo vệ bảo địa của thiên nhân tộc cũng không biết tới bí mật này. Mãi đến tận những năm gần đây thu dọn các loại cốt thư do thái cổ thiên nhân lưu lại mới vô tình phát hiện ra một đoạn ghi chép kinh thế bí mật này vô cùng đáng sợ nếu như để người của bồ thiên giáo bất lão sơn tây phương giáo biết được thì hơn nữa sẽ chạy tới đánh chiếm thiên thần sơn là điều không tránh khỏi cuối cùng là muốn đi tới nơi nào khi rời khỏi đại vực lao tù thạch hạo cau mày trong lòng nặng trịch thế giới này có rất nhiều bí mật và cái bí mật này không thể nào nghi ngờ về sự ảnh hưởng sâu xa của nó được người thả ta xuống trước đá khuôn mặt của áo tím thiếu nữ đỏ chót tràn ngập về giận dữ cùng xấu hổ Bốc, lần thứ hai thạch hạo vỗ nàng một cái, tiếng vang lanh lành khiến Vân Hy triệt để nổi giận không để ý tối hình tượng thần nữ mà há miệng cắn hắn. Ai ui, thạch hạo không hề để ý liền bị nàng ta cắn vào lỗ tai làm hắn đau đớn một hồi nên vội vàng thả nàng ta xuống tiến hành phong vệ. Người vẫn là triệt để trả lễ rồi, thạch hạo kêu lên. Vân Hy không ngừng hướng xuống mặt đất mà nhổ nước miếng, mặt đầy dáng hồng, đôi mắt to chừng hắn, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng đường đường là thần nữ của thiên giai thái cổ thần tộc nhưng lại ăn nhiều quả đắng từ cái tên hùng hài từ này. Nếu để cho người của các tòa thái cổ thần sơn biết được nàng đi cắn lỗ tay người khác sẽ khiến cho biết bao người ngoác mồm đến tận mang tay, đúng là làm cho lòng người bi phẫn, không thể tin được. Tầng muốn báo thủ của người quá mạnh, lại dám cắn lại ta, thạch hạo xoa lỗ tai, căm giận không thôi, là lối đòi muốn trả thù lại nhìn bộ dáng của hắn vân hy vô cùng giận dữ và xấu hổ suýt chút nữa là ngất đi vì tức giận vân hy tiên tử vì sao các người vội vã muốn rời khỏi hoang vực hỏa linh nhi khiêm tốn cùng khẩn thiết lĩnh giáo vì tính chất quan trọng của chuyện này đến lúc này rồi áo thím thiếu nữ vân hy không còn muốn giấu cái gì nữa bởi vì đã làm tốt nhất chuẩn bị cùng xấu nhất tình huống rồi cho nên nếu không được thì nói cho thạch hạo biết sự thật sau đó mang hắn cùng nhau rời khỏi đại vực lao tù bởi vì sự thật quá mức đáng sợ Vân Hy chậm rãi nói. Sự thật quá mức đáng sợ, mọi người nghe xong đều phải dùng mình, đến cùng là nguyên nhân gì mà khiến cho thiên nhân tộc phải sợ hãi đến nỗi muốn chạy trốn ngay lập tức. Chắc chắn các ngươi đều đoán được rồi, đó chính là đại kiếp nạn, bao phủ cả trời đất, hoang vực nhất định sẽ loạn, còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng của chúng ta. Vân Hy nói, áng hồng trên mặt dần dần tan đi. Không thể chạy trốn tới vực ngoại hà, một ít tôn giả của các giáo cùng thái cổ thần Sơn chẳng phải đã xuyên qua vách ngăn để rời đi rồi à, Hỏa Linh Nhi nói. Nàng cũng biết một ít, trong một năm gần đây, các tộc đều có hành động, thậm chí cao tầng nhất của Hòa Quốc đều bí mật tiến hành trao đổi với nhau, nhau nhau mà hành động. Chuyện này, Thạch Hạo giật mình, nó đúng là mới biết chuyện này các tôn giả đều bắt đầu đóng cửa để trốn tránh, không ngờ rằng có nhiều người còn trực tiếp bỏ chạy luôn, từ đó có thể thấy được sự nghiêm trọng của việc này. Không sai, 8 phần 10 tôn giả đã rời khỏi hoang vực rồi, vùng đất này từ trước đến nay chưa hề trống vắng như thế, ta nghĩ những người còn lại cũng lập tức bỏ chạy thôi. Vân Hy than thở, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự lo lắng. Cuộc thư của thiên thần Sơn cuối cùng ghi chép lại cái gì, cửu dầu sư tử hỏi, hắn vô cùng muốn biết chạy trốn ra bên ngoài cũng vô dụng thôi, cường giả càng mạnh thì càng nguy hiểm, cuối cùng cũng sẽ biến mất, không bao giờ có thể xuất hiện trở lại nữa, Vân Hy giải thích. Cái gì, mọi người đều sợ hãi, rốt cuộc tôn giả phải đối mặt với một nguồn sức mạnh khinh khủng cờ nào khi nó bùng nổ ra. Trên thực tế, hiện tại thì người ở bên ngoài có thể an tâm, nhưng đến cuối thì cũng như chúng ta mà thôi, tóm lại đại kiếp nạn vẫn bao phủ khắp mọi nơi trong trời đất này mà. Chỉ khác là sớm hay muộn thôi, về mặt Vân Hy rất nghiêm túc. Ngươi chắc chắn là đúng chứ, thần sắc hòa Linh Nhi rất nghiêm túc, khuôn mặt như ngọc tràn đầy lo lắng, nếu đúng là thế thì phụ hoàng của nàng cũng khó mà tránh được. Đúng là như vậy, trốn không thoát đâu, chính vì vậy mà sau khi phát hiện được trận pháp thái cổ kia đã khiến người trong tộc của ta vô cùng gấp gáp muốn rời khỏi nơi này. Vân Hy vô cùng cấp bách, lần thứ hai nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Ta cứ cảm thấy là ngươi đang cố ý kể chuyện giật gân nhằm hù dọa ta, Thạch Hạo nghi ngờ đây là một luân hồi, Vân Hy khẽ nói, như đang nói mê sảng, nàng giống như đang rơi vào trong một hồi ác mộng không thể thoát được. Luân hồi cái gì, mọi người đều cảm thấy xương cốt lạnh lẽo, trong lòng thấp thỏm không yên. Chuyện này không phải mới xuất hiện một lần đâu, thái cổ, thượng cổ đều từng có đại kiếp nạn, thần thánh đều như dâm rác, từ từ biến mất khỏi thế giới, Vân Hy tiên tử nói tiếp. Cái gì, trong lòng bọn họ chấn động không thôi, bọn họ cảm thấy rất ngột ngạt chẳng lẽ đại loạn sắp sửa diễn ra còn đáng sợ hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều lần sau đáng sợ nhất chính là sau khi đại kiếp nạn kết thúc thì tất cả mọi sự thật đều bị xóa đi hết đến các cường tộc lớn cũng chẳng hề hay biết gì cả không có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này cả đại kiếp nạn xảy ra thì cũng không sao nhưng đến cả nguyên nhân và sự thật cuối cùng cũng bị tiêu diệt mất không thể lưu truyền lại đây mới là một đại khiếp nạn đầy khủng bố sau khi bọn họ nghe nói xong, ý nghĩ đầu tiên chính là đây không phải sự thật, làm gì lại có chuyện vô lý như vậy chứ, đại kiếp nạn trôi qua thì tất cả mọi sự thật đều biến mất, không thể như thế được. Thế nhưng, Vân Hy vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc mà phát thề, nói cho bọn họ biết, tất cả những điều này không phải là giả. Khẳng định với người rằng, đại kiếp nạn trôi qua thì 9 phần 10 tôn giả đều sẽ biến mất vĩnh viễn không bao giờ trở lại, không phải là chết đi mà là biến mất khỏi thế gian này, Vân Hy lại nói nguồn sức mạnh này đến cuối cùng là thứ gì từ xưa đến nay sự thật đều bị xóa mất cái này mới là thứ đáng sợ nhất một ít đạo thống cổ xưa cũng dự đoán ra được là sẽ có đại kiếp nạn đến thế nhưng vẫn không hề biết tới nguyên nhân chân chính cũng như là không thể tránh khỏi được kiếp nạn có người từng nói hoàng vực chính là một cái nhà tù ở đây có thứ sẽ khiến ngươi trở thành chân thần đến lúc đó các giáo bên ngoài sẽ tham gia vào thực ra chỉ nói đúng một nửa phần hy giải thích trên thực tế đó chỉ là bề nổi mà thôi, chính xác là người của ngoại vực cũng như bao người khác, bất kể là tôn giả hay là các sinh linh ở tầng cao hơn cũng khó thoát được một kiếp này. Chỉ là kiếp nạn của bọn họ đến trễ hơn mà thôi. Ngược lại, tôn giả trở xuống sẽ không gặp kiếp nạn này, nhưng bởi vì toàn bộ thời đại này bị rối loạn nên phải chịu khổ mà thôi, chứ không phải do nguồn sức mạnh kia gây nên. Đây là đạo lý gì thế, chẳng hề có nguyên nhân gì cả." Thạch Hạo nhíu mày, mặc nó có đăm chiêu suy nghĩ cỡ nào cũng không thể nào hiểu. Lẽ nào lại có một loại sức mạnh như thế, có thể che giấu tất cả, khiến cho sự thật từ xưa đến giờ đều không thể truyền ra được?" Hỏa Linh Nhi hỏi. "Bọn họ tin rằng, Thiên Thần Sơn biết được cũng chỉ một phần thôi, còn lâu mới là toàn bộ, ít nhất họ vẫn không biết được nguyên nhân và nguồn sức mạnh nào ra tay cả." có thể có người biết được, bởi vì trên cốt thư của thiên thần Sơn Ta có ghi chép lại một lời đồn do một vị đại năng bên ngoài nói. Năm xưa, có người đã từng cho rằng đây là một vườn thuốc, thần thánh thì chết đi, các tu sĩ cấp thấp thì không có vướng vào kiếp nạn này, đây giống như là linh dược của một vườn thuốc vậy, cây trưởng thành thì bị hái đi còn cây nhỏ thì được lưu lại. Mọi người nghe thế đều hút vào một hơi lạnh, lý luận kiểu gì thế, nghe xong khiến toàn thân phát lạnh từ đầu đến chân đây chỉ là một trong những ví dụ mà thôi còn xa mới chạm tới sự thật vân hy giải thích chuyện hôm nay khiến cho lòng bọn họ vô cùng nặng nề bọn họ cảm thấy không thoải mái sau khi nghe được nhiều chuyện như vậy trải qua mấy lần đại kiếp nạn không ngừng luân hồi nhưng sự thật luôn được che giấu đi tất cả các truyền thừa đều bị ngăn chặn tin tức hết hay sao thạch hạo vẫn không thể nào tin được có mấy truyền thừa không nằm trong số này, bọn họ vẫn trường tồn không bị tiêu diệt, có thể bọn họ có mối quan hệ nào đó với nguồn sức mạnh kia, hay họ là người phát ngôn của nó cũng khó nói lắm. Vân Hy nói tiếp, những điều này đều là suy đoán của thiên thần Sơn. Mọi người rơi vào trầm mặc, rất lâu không nói cái gì. Tôn giả cho dù chết đi cũng không đáng sợ lắm, cái đáng sợ nhất chính là luân hồi vẫn còn đang tiếp tục diễn ra, đại kiếp nạn không phải chỉ mới phát sinh qua một lần, mà cứ sau mỗi lần như vậy thì sự thật luôn bị che giấu đi đây là sức mạnh cỡ nào. Thời khắc này, Thạch Hạo nghĩ đến rất nhiều thứ, liễu thần hiện lên trong lòng. Lão tộc trưởng từng có nói, nhiều năm trước, một cây liễu khổng lồ được thần quang vô lượng bao quanh. Cái cây này có hàng vạn cành nhánh giống như là xích thần trật tự từ trên trời hạ xuống, nó chống lại lôi đình, tắm rửa trong tia chớp, những tia điện này đều to lớn như núi cao. Không biết liễu thần có thể né qua tai nạn lần này không nữa trong lòng thạch hạo tự hỏi mình có thể nhất định có thể bởi vì người từng nói muốn dẫn thạch thôn đi tránh tai kiếp người có lai lịch như thế nào rất nhanh nó lại nghĩ tới một người ánh sáng bên kia cánh cửa trong tổ côn bằng cô gái xếp chiếc thuyền giấy đen kia nàng sống bên trong chiếc thuyền nhỏ đó chịu biết bao cô đơn và lạnh lẽo chỉ còn lại mỗi mình ta nàng phải có tâm trạng như thế nào thì mới có thể dùng máu đỏ tươi của mình viết ra dòng chữ này lên trên tất cả các con thuyền giấy đen kia sau đó, Thạch Hạo lại nghĩ tới bức tường thần ma ở tổ địa của hòa tộc. Phải vượt qua 108 cánh cửa thần và đánh bại hết thảy trí cường giả trong đó mới có thể đi vào con đường thần bí đó được. Có cái gì ở cuối con đường? Tiếp đến, Thạch Hạo lại nghĩ đến sân cốc ở bên ngoài dược đô, được hơn trăm tòa trận pháp bảo vệ, đại trận bao phủ tới mấy trăm ngàn dặm, cho dù có là thần linh đi nữa khi đi vào cũng phải chết. Mà phía trong pháp trận lại có một cốc dược, nó không thuộc về thế giới này, là người phương nào đã trồng nó cô gái áo xám được xem là thần thoại bất bại từ thời thượng cổ nàng dừng lại ở trong dược đô để chờ đợi thứ gì vì sao lại không chịu rời đi không lẽ nàng ấy không sợ đại kiếp nạn sắp tới hà thạch hạo đang suy nghĩ nếu như cô gái thiên kiêu trùng đồng thượng cổ này không chịu rời đi thì có thể sẽ sống sót được sao và còn có người từ thời thượng cổ tới tham chiến nữa hay không trong lúc nhất thời nó nghĩ tới rất nhiều chuyện tâm tư trong lòng muôn trùng nhìn về phía chân trời mà miệng chẳng thể nói nên lời gần như hóa đá hiện tại ngươi cũng đã biết hết rồi, có thể trả lại hộ tí cho ta được chưa? Đến lúc đó, ngươi và tộc nhân của mình có thể chạy trốn với bọn ta, Vân Hy tiên tử nhìn Thạch Hạo nói. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ vẻ căng thẳng, bởi vì vật này rất quan trọng, hiện tại nàng rất thẳng thắn, cái gì cũng nói hết ra. Đồng thời nàng cũng nói rõ ràng, tôn giả của thiên nhân tộc chưa hề rời đi mà chờ trận pháp mở ra, cho nên lúc này không dám đi ra ngoài, bởi vì càng biết được sự thật thì lòng càng sợ hãi hơn. Bọn họ nghi ngờ rằng, kiếp nạn mặc dù chưa tới, nhưng tôn giả cùng với thần thánh đều bị chú ý tới rồi, nếu như lúc này mà có hành động gì thì trận pháp kia nhất định sẽ bị lộ. Biện pháp tốt nhất chính là im lặng, khôn hồn trốn ở đó, sau đó cố gắng tìm được chìa khóa rồi nhanh chóng khởi động trận pháp thái cổ để đi khỏi đại vực lao tù này, vĩnh viễn không quay lại. Nghĩ ký thì thấy hơi đáng thương mà, ôi, đại vực lao tù, cái tên này quá chính xác mà, cửu dầu sư tử nhịn không được mà nói thế. Đúng vậy, không phải chỉ có tôn giả đáng thương mà tất cả sinh linh ở trong đại vực nữa. Đây chỉ là một cái nhà tù thôi, sau này ai có thể biết được chuyện xảy ra sao. Hỏa nhà lắc đầu đầy nặng nề. Sau đó, mọi người đều im lặng, đây là một loại ngột ngạt khó nói thành lời. Rất lâu sau, Thạch Hạo hỏi, theo như suy đoán thì có một ít đạo thống biết được sự thật, hơn nữa còn chẳng hề bị ảnh hưởng từ đại kiếp nạn. Thiền thần Sơn các ngươi có biết được là đạo thống nào hay không? Không biết nữa, nhưng mà một trong số đó có lẽ là bất lão Sơn, Vân Hy nói. Cái gì là bọn họ sao? Cửu đầu sư tử nói. Thạch Hạo cũng nghi ngờ không thôi, khó trách tại sao bọn họ lại siêu phàm như vậy, vẫn cao cao tại thượng, ai dám chọc giận bọn họ liền bị bọn họ dùng thế như lôi đình mà đánh, không hề sợ bất cứ người nào cả tâm tư của nó rất phức tạp, sau đó thì cười nhạt một tiếng, không hiểu vì sao, tuy rằng luôn cảm thấy mình cùng đối phương có quan hệ máu mủ nhưng Trung Quy vẫn tồn tại một chút địch ý, không lẽ tương lai nhất định phải đối đầu với nhau sao? Người cảm thấy thế nào? Vân Hy nhìn Thạch Hạo mà hỏi, ở trong tình huống này, nàng tin rằng đối phương sẽ đưa ra một lựa chọn vô cùng sáng suốt nếu như ngươi nói đều là sự thật thì ta có thể từ chối hay sao thật tình ta cũng rất muốn biết rằng những sinh linh kia khi bước vào tòa trận pháp thần bí đó sẽ được đưa tới nơi nào thạch hạo nói nó vô cùng hiếu kỳ với chuyện này cho nên rất muốn biết được đáp án đồng thời nó tin chắc rằng chỉ cần rời khỏi đại vực lao tù này thì tất cả mọi sự thật sẽ được phơi bày dưới ánh sáng ngay mà thôi vậy thì còn chờ gì nữa mau theo ta về thiên thần sân thôi vân hy gấp gáp kích động ôm lấy một cánh tay của thạch hạo dáng người của nàng rất tuyệt, đường cong ẩn hiện. Do quá vui mừng mà bộ ngực to lớn kia đã ma sát với cánh tay của Thạch Hạo mà không hề hay biết gì, nàng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Thời gian hẳn là vẫn còn đúng không? Thạch Hạo hỏi. Còn, nhưng không nhiều lắm, Vân Hy trả lời, khuôn mặt đầy kích động, hy vọng nó mau chóng đi theo. Ta không thể nào đi liền như vậy được, ta còn nhiều việc cần phải hoàn thành nữa, Thạch Hạo lắc đầu, nó nghĩ tới Thạch Thôn, lại nghĩ tới cha mẹ ở bên ngoài, còn có tổ phụ đại ma thần nữa. Nhưng mà, nếu còn chậm trễ nữa thì ta sợ không kịp. Vân Hy giải thích, nếu chuyện này không đàm phán được thì người của thiên thần Sơn nhất định sẽ dùng tới biện pháp mạnh hơn, dù sao bọn họ không thể nào ngồi chờ chết được. Hay, chuyện này vô cùng trọng đại, trước hết không cần tới Hoàng Đô Thạch Quốc nữa, ta cần phải đi gặp liệu thần, nếu không người cứ đi theo ta luôn. Đến lúc đó nói hết mọi chuyện cho người nghe, ta muốn nghe ý kiến của người, Thạch Hạo quyết định làm như vậy tới thôn của ngươi, không chỉ có Vân Hy kinh ngạc mà ngay cả Hòa Linh Nhi cũng bất ngờ, cửu đầu sư tử và Hòa Nha cũng rất là mong chờ. Nói tóm lại, thời gian vẫn còn, bọn họ tin tưởng Thạch Hạo và Thiên Thần Sơn sẽ không bỏ rơi mình cùng tộc nhân của mình, bởi vì họ cũng biết được sự thật này. Đúng là phải đi xem nơi ngươi lớn lên có hình dạng ra sao mới được. Thạch Hạo nghe thế, không ngừng cười khà khà rồi quét mắt nhìn những người này, đây cũng là lần đầu tiên nó quyết định dẫn người ngoài về thôn của mình à xem chút nữa là quên tập trưởng ra ra lâm hổ thúc đều luôn nhắc ta phải mang về vài cô gái mập mạp xinh đẹp lần này không ngờ lại mang về tận hai người một lúc đã thế còn có vài tên tùy tùng nữa chắc đủ làm bọn họ vui mừng rồi nhỉ thạch hạo tự nói triệt đi một đám người đều khinh bỉ nó hai cô gái mắt trận trắng sau khi kết thúc đề tài đáng sợ đó mọi người đều cảm thấy trong người có một ít thoải mái không lẽ là hậu thế của một gia tộc siêu cấp lánh đời hòa linh nhi hỏi chớp chớp đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ ngoại giới đều biết được thạch hạo xuất thân từ thạch quốc nhưng khi còn nhỏ xíu đã gặp phải bất chắc không những bị lấy mất trí tôn cốt mà còn bị vứt bỏ lưu lạc ở bên ngoài trở thành cô nhi thân thể vốn đã bị tàn phế căn bản là khó có thể sống sót được nào ngờ không chỉ kiên cường tồn tại mà lại còn từng bước từng bước phát triển tiếp hiện tại đã nổi tiếng khắp hoang vực có thể nói là một kỳ tích rốt cục là nó lớn lên ở nơi nào, đối với người ở bên ngoài thì đây là một ẩn số, rất nhiều người đều muốn biết nơi đó ra sao mà lại có thể nuôi dưỡng ra một tên quái thai như vậy. Đi rồi biết, người trong thôn thích nhất là những cô gái mập mạp xinh đẹp đó, hận ta không thể mang về thêm mấy người nữa kìa, đến lúc đó họ nhất định sẽ nhiệt tình chiêu đãi các ngươi. Thạch hạo cười ha ha nói, ra mặt nó đúng là dày mà. Hai cô gái đều trừng mắt với nó, cho dù là Vân Hy hay là Hòa Linh Nhi đều xinh đẹp thoát tục y hệt như tiên nữ đi ra từ bức tranh, một nụ cười, một cái nhíu mày cũng có sức hấp dẫn khác thường. Đoàn người tiếp tục lên đường, không ngừng xuyên hành trong dãy núi Nguyên Thủy, họ đi một đường về phía Tây, cùng nhau trải nghiệm qua hành trình xuyên man hoang. Sau khi đi được mấy trăm dặm đường, thoát khỏi biên giới phía Tây của Thạch Quốc, đến một nơi không có người qua lại thì Thạch Hạo nói Hòa Linh Nhi lấy ra ra hư không thú để bắt đầu vượt qua đại hoang. Đi thôi, không có ai theo dõi, chúng ta có thể khởi hành rồi, Thạch Hạo nói, nó vô cùng cẩn thận, trên đường đi nó luôn dùng trùng đồng để tra xét bốn phương. Sau một tiếng vù liền xuất hiện một ký hiệu màu bạc, pháp khí được tế luyện từ da của thần thú thượng cổ lập tức xé rách hư không rồi nhanh chóng tiến vào, bắt đầu một hành trình vượt hư vô. Dọc đường đi có từng luồng sương mù di chuyển, đó là hỗn độn khí ẩn giấu bên trong hư không, còn có một ít ánh sáng lờ mờ nữa, tục truyền rằng đây là hình chiếu của các vị thần trong thông đạo hư vô này rất là kỳ quái tuy rằng không phải lần đầu đi nhưng mọi người vẫn có một chút căng thẳng nào đó bởi vì nếu có bất chắc xảy ra thì sức mạnh hư không sẽ hạ xuống và lúc đó chỉ có con đường thịt nát xương tan mà thôi cũng may là đây là một tấm da thần thú trời sinh ra đã có phủ văn hư không là báu vật hiếm thấy đến tiểu tháp cũng từng truyền âm muốn giao dịch cùng thạch hạo chỉ cần cho nó ăn tấm da thú này thì nó sẽ cho thạch hạo thêm một một lần cơ hội nữa Thạch Hạo từ chối thẳng thừng, nếu không bị ép tới bước đường cùng thì tuyệt đối sẽ không bao giờ giao dịch với tiểu tháp, bởi vì lần giao dịch nào thì nó cũng đều nhận lấy thiệt thòi lớn cả. Ồ, chuyện gì xảy ra vậy? Hư không đang bị méo mó, hỏa nhà sợ hãi kêu to." Đường đi mơ hồ cùng mịt mù, các vết rách xuất hiện khắp vùng không gian này, chuyện đáng sợ nhất đã phát sinh rồi, đoàn người sợ hãi hư không đang sụp đổ, sắp bị nổ tung rồi. Chuyện này có nghĩa là, bọn họ nhất định sẽ bị nghiền nát bởi sức mạnh hư không toàn thân mọi người đều lạnh lẽo, từng cộng lông tơ đều dựng đứng, không ngờ lại gặp phải chuyện mà cả trăm năm cũng không gặp này. Không đúng lắm, đây là da của hư không thú trưởng thành để lại, không có chút tí vết nào, được tế luyện nhiều lần, và được chuyển lại từ thượng cổ cho đến nay mà chưa bao giờ xảy ra chuyện bất ngờ nào cả, sắc mặt của Hoài Linh Nhi tái nhận, có chút không hiểu. Trừ khi là đại năng thời thượng cổ, bằng không thì khi đã rơi vào vết nứt hư không thì chỉ có con đường chết, bị chém thành thịt vụn. Màu nghĩ biện pháp đi, càng ngày vết rách càng xuất hiện nhiều hơn, nó đang nhanh chóng bao phủ lấy chúng ta rồi kìa, cửu đầu sư tử sợ hãi, từng sợi lông vàng óng trên người đều dựng cả lên. Vân Hy xuất thân từ Thái Cổ Thần Sơn cho nên hiểu biết rất nhiều liền nói, ta nghĩ rằng trong lúc vô tình chúng ta đã đến gần một vị cường giả vô thượng nào đó. Khí tức của người này quá mạnh nên đã làm ảnh hưởng tới sự ổn định của hư không, tấm da thú này vô tình đi qua tràng vực này nên đã bị ảnh hưởng. Mọi người nghe xong đều ngơ ngác, sinh linh này mạnh mẽ đến mức nào, chàng vực vô tình tỏa ra lại có thể quấy nhiễu cả hư không. Thạch hạo nghe vậy thì nhanh chóng lấy ra một đoạn liễu xanh mơn mẩn, thì thào nói, liệu thần, con đã trở về. Sau một khắc, hư không mời nhạt, vết nứt biến mất, ra thần thú phát sáng, ký hiệu thần bí tỏa ra rồi xuyên hành cực nhanh về phương xa. Rất nhanh, bọn họ từ trong hư không lao ra ngoài, trở về thế giới thực, dãy núi trùng điệp, cây cỏ vô số, một luồng không khí trong lành ập vào mặt. Đúng là nguy hiểm mà, còn tí nữa là gặp nạn rồi, trái tim của chim loan năm màu nhảy rộn liên hồi, thực tế thì sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch cả ra. Người thần bí kia là lão tu sĩ bên trong thôn của người à, Vân Hy hỏi, trong lòng rung động không thôi, giờ mà vẫn còn tồn tại cường giả như vậy hay sao? Thạch hạo gật đầu, nụ cười xuất hiện trên môi, nó tin tưởng rằng liễu thần đã mạnh hơn lúc xưa rất nhiều, nó càng ngày càng yên tâm. Những người khác sau khi nghe xong và biết được đó là cường giả ở trong thạch thôn nên đã thả lòng đi nhiều, không còn căng thẳng như trước, tâm tình từ từ bình tĩnh lại. À, sắp tới rồi, lúc này bị quấy nhiễu cho nên bị lệch đi một chút, hiện tại còn cách thôn của ta vài trăm dặm nữa thôi, thạch hạo giải thích. Khoảng cách này chẳng là gì với bọn nó cả, mọi người nhanh chóng sử dụng pháp khí, hóa thành từng dải ánh sáng đi sát sau thạch hạo, cùng nhau di chuyển về phương xa kia. Không lâu sau đó, thạch hạo đáp xuống đất, vẻ mặt tươi vui, đây là cảm giác được về nhà, sự vui sướng tràn ngập trong lòng. Ha ha, ta đã trở về, nó kêu to một tiếng. Còn cách mục tiêu một đoạn dài nữa, thế nhưng bọn họ đã có thể nhìn thấy thế ngoại đào nguyên trước mắt kia rồi, vùng đất kia làm cho đám người cửu đầu sư tử, hỏa nha đều phải trận to hai mắt đầy kinh hãi. Nơi đó thật sự quá an lành, cỏ xanh như tấm đệm, nước hồ xanh ngắt, thủy cầm và độc giác thú đều không tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy con người, một thôn xóm rất nhỏ nằm ở đó, bốc lên từng sợi linh khí, dược hương nứt mũi. Rõ ràng trong thôn trồng không ít linh dược, có từng làn xương trắng di chuyển, thôn nhỏ cứ như là một mảnh tiên thôn vậy. Một thôn xuất chúng như vậy khiến lòng người càng thêm tĩnh mịch, rời xa hồng trần náo nhiệt, nội tâm thanh thản, giống như là tinh thần đang được cột rửa vậy. Khiến người ta kinh dị nhất là cái cây liễu nằm ở đầu thôn kia, nó xanh mơn mẩn, buông xuống hàng trăm cánh liễu, nhẹ nhàng đung đưa, tràn ra từng luồng sáng nhu hòa như những áng mây xanh. Bởi vì nó tồn tại nên đã khiến cho vùng thế giới này khác đi, có một khí tức thần thánh lan tỏa, vượt qua thế gian. Cây liễu này là, Vân Hy chấn động, nàng xuất thân từ thần sơn cổ đại, có cường giả nào mà chưa từng gặp qua, nhưng hiện tại cũng phải kinh hãi đây là tế linh của thôn chúng ta, Thạch Hạo cười nói, nó phát hiện cành của liệu thần đã nhiều hơn xưa rồi, đã có được 108 cái rồi, rõ ràng là đang khôi phục một cách ổn định. Mọi đám người khiếp sợ, đây là tế linh của một thôn sao, vì sao cứ cảm thấy nó còn thần bí hơn cả tế linh của một quốc gia, khi tức thần thánh đó, cảm giác siêu nhiên đó khó có thể diễn tả bằng lời được. Cho dù là đám người Hòa Linh Nhi hay là Vân Hy, cửu đầu sư tử thì giờ khắc này đều hóa đá, đây là một thôn gì đây, quá thần bí đi thôi. Trong thôn, tiếng gà gáy chó sủa inh hỏi, có tiếng mắng vì tức giận, cũng có trẻ em chạy nhảy khắp noi, phi thường vui vẻ. Tiểu thúc thúc trở về rồi. Ồ, tiểu hạo dẫn người về thôn, đây là lần đầu tiên đó, không chỉ có bọn nhỏ mới phát hiện, dù là đám người thạch lâm hổ đang ở đầu thôn cũng đã nhìn thấy bọn nó. Thạch hạo quay đầu lại nhìn, phát hiện đám người đi theo nó vẫn còn đang ngẩn người nhìn liễu thần, khóe miệng nó lập tức vỉnh lên, cười hì hì, quyết đoán nâng hai người kia lên rồi chạy nhanh về phía thôn mau thả ta xuống. Ngươi làm gì thế? Họa Linh Nhi cùng Vân Hy kinh hoàng, thân thể mê người bị Thạch Hạo nâng lên khỏi mặt đất rồi nhanh chóng chạy vào thôn, hai nàng ra sức dãy ruộng. Hà hà, nhóc con, đã không làm thì thôi một khi đã làm là phải làm chuyện kinh người nhen, sớm hối thúc ngươi nhưng không ngờ rằng lại vác trở về hai cô gái xinh thật xinh đẹp như thế này. Thạch Lâm hổ cười ha ha. Hà hà, tiểu hạo thúc vác về hai cô gái mập mạp xinh đẹp tựa như tiên nữ kia, một đám nhóc con quái dị gào to. Lần này thì toàn bộ thạch thôn đều bị kinh động cả, nhào nhào chạy ra như là ông bị vỡ tổ vậy, không ngừng liếc nhìn, nam nữ già trẻ đều bàn tán. Cô gái này được vác từ nơi nào về vậy, sao mà lại trắng nõn như thế, cứ như sắp chảy thành nước vậy, tiểu hạo, lần ra ngoài này là để tìm vợ đấy hả, một vị đại thầm cười nói. Người trong thôn rất hòa đồng chẳng bao giờ khách sáo cả, cho nên khi nhìn thấy thạch hạo vác về hai cô như vậy thì cười tươi đầy thân thiết, vô cùng cao hứng và vui sướng hai cô gái mềm mại như nước, cánh tay trắng như tuyết, quần áo không thể che đậy được hình dáng mê người đó, dung mạo thì xinh đẹp mê hồn. Trong thôn tuyệt đối không thể nào nuôi dưỡng ra một cô gái như vậy được. Tiểu hạo, có phải là ngươi không vậy? Tùy tiện ra ngoài một vòng liền mang về hai cô em dâu xinh đẹp như vậy, đại tráng dẫn theo con xuất hiện. Hà hà, thấy không, con của ta thì đầy đàn rồi, ngươi đã bị bỏ lại phía sau rồi đó, nhanh nhanh đuổi theo nào, đi hầu cười hì hì, không đừng đắn tí nào. Màu bồn tay, Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy dãy ruộng, bị nhiều người vây quanh nhiệt tình nói như vậy khiến cho các nàng đều đỏ mặt. Chuyện này thật sự là không thể chịu được mà, bị mọi người trong thôn nhìn chằm chằm, lại còn rất thân thiết và nhiệt tình nữa chứ. Cho dù hai người có bất phàm thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là hai thiếu nữ mà thôi, cho nên thấy vô cùng xấu hổ. Kế ra, lỗ tai Thạch Hạo bị tập kích, hai cô gái ở trên vai nó đồng thời phát lực, mỗi người nắm lấy một bên khiến nó không khỏi la làng, nhanh chóng thả xuống. Việc này làm cho người trong thôn cười vang cả lên. Tộc trưởng Gia Gia, Lâm Hổ Thúc, các vị thầm thầm, hai người mập mạp này được vác từ bên ngoài về, các người thấy thế nào, sau này không cần phải hối thúc ta nữa đúng không? Thạch hạo cười tươi, da mặt dày đến mức là mọi người không biết phải nói gì luôn, hai thiếu nữ được thả xuống chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhìn nó. Giỏi, thật là khó gặp tiên tử mà, khi còn trẻ đại thẩm cũng từng đi qua những bộ tộc khác, nhưng từ trước đến giờ chưa từng gặp qua một cô gái nào xinh đẹp đến vậy cả cho dù là Hòa Linh Nhi hay là Vân Hy đi nữa thì vóc người đều cao giáo, tiếp đến là dáng dấp yểu điệu, đường cong lồi lõm nhấp nhô, thân thể trắng mịn, mắt to trong veo như nước, lòng mi thật dài, lông mày uốn cong đen nhạt tựa như ngọn núi xa, kết hợp toàn bộ lại với nhau thật hoàn mỹ là mọi người trong thôn đều phải thán phục. Tiểu thầm thầm, các thầm thật là đẹp, mấy đứa nhọc con hùng hục chạy tới, ngước đầu nhìn, không ngờ còn có hai đứa bé gái kéo tay Vân Hy và Hòa Linh Nhi mà làm nũng, không chịu buông tay hai cô gái rất là xấu hổ và giận dữ nhưng lại không thể giải thích được với những người trong thôn, đành quay sang Thạch Hạo rồi ra sức nhéo thật mạnh nơi eo nó một cái. Nhìn xem, thân thiết chưa kìa, còn nhéo tiểu hạo của chúng ta kìa, tình cảm thật là mặn nồng mà, một vị đại thẩm tự nhận mình là người từng trải nên rút ra kết luận như vậy. Hà hà, vừa nhìn là biết tốt rồi, mấy người mau xem, hai cô gái này eo thì nhỏ nhưng mông lại rất to và tròn nhen, nhất định là sinh con rất tốt, một vị đại thẩm lớn tiếng nói. Lời vừa thốt ra, Vân Hy cùng Hỏa Linh Nhi lập tức nhảy dựng lên, đỏ hết cả mặt, hận rằng không thể tìm được chỗ nào để mà trốn, thật sự là hết chịu nổi rồi. Hà hà, sau khi đám cửu đầu sư tử, Hỏa Nha chạy tới nơi nghe được điều này thì đều ôm bụng mà cười, không thể ngậm miệng lại được. Này tiểu hạo, con không thể nào để con gái nhà người ta oan ức như vậy được, rốt cuộc cũng chịu dẫn về ra mắt bọn ta rồi, cho nên ta sẽ giúp con thu xếp mọi chuyện tranh thủ trong ngày hôm nay tổ chức đám cưới luôn đi, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong nói, miệng thì cười không thể ngậm lại được, vô cùng hài lòng về hai cô gái này. Đúng đó, hai nàng xinh đẹp tựa như hoa vậy, tìm khắp thiên hạ cũng khó thấy, tiểu hạo không thể nào để các nàng chịu oan ức như thế được, nhất định phải kết hôn với các nàng mới được. Thạch Lâm Hổ lên tiếng tràn đầy khí thế. Không thành vấn đề, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ hết mình, đám cửu đầu sư tử cùng với hỏa nha sợ thiên hạ không loạn nên cố nén cân cười mà phụ họa theo. Thạch Phi Giao gật đầu, nói, các vị tiểu ca vừa nhìn là biết không phải vật trong ao rồi, tương lai nhất định sẽ hóa rồng, một bước lên trời. Lần này các vị xem như là nhà gái của hai vị cô nương này, cho nên mong rằng hai vị cố gắng giúp đỡ cho. Ở đầu thôn thì rất là náo nhiệt, nghe thấy Thạch Hạo sắp kết hôn, bất kể là đại tráng, nhị mãnh, Thành phong hay là các cô gì thúc bá trong thôn đều vô cùng phấn chấn. Người này một câu người kia một câu bắt đầu thương lượng, chuẩn bị cho việc kết hôn sắp diễn ra đám nhóc con thì gào thét ồn ào, ra sức quấy rối, chạy tới chạy lui khắp nơi, tham dự vẻ náo nhiệt. Đêm nay nhất định phải động phòng hoa trúc mới được, tên nhóc thúi người cưới vợ xong nhất định phải sinh vài đứa nhóc thì mới được phép rời khỏi thôn đấy. Không sai, đứa nhỏ này một khi đi là đi tận 1-2 năm không à, khiến cho mọi người đều lo lắng, lần này nhất quyết không thể tha cho nó được, trước tiên sinh vài đứa nhóc rồi muốn gì thì muốn đám người bàn bạc sôi nổi không chỉ riêng đám thạch lâm hồ mà còn cả đám đại tráng chơi cùng lúc nhỏ cũng đều hy vọng nó lưu lại vài đứa nhóc để nối dõi tông đường thạch hạo nhịn cười khiến cả khuôn mặt căng phồng lên vân hy và hòa linh nhi thì sợ đến choáng váng cả người bắt nạt người khác quá mức mà không phải chỉ đi đến thạch thôn để nhìn cho biết thôi hay sao sao giờ lại biến thành chuyện sinh con đẻ cái ở nơi này vậy các nàng rất muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào nữa bởi vì người trong thôn khi nhìn thấy bọn họ bị thạch hạo vác trở về thì cứ nghĩ đó hợp với phong tục đón dâu về nhà của nơi đây. Mặt các nàng đỏ hết cả lên, luồng cuống cả tay chân, ra sức bấu vào eo thạch hạo ý bảo đi giải thích đi, kết quả hùng hải tử chỉ ấp a ấp úng không nói lời nào rồi đứng một bên cười trộm. Còn đừng sợ, không có gì phải sợ cả, thím là người từng trải, lát nữa thím nhất định sẽ dạy lại cho các con, vợ của nhị mãnh cười thân thiện, khuyên bảo hai người. Vân Hy cùng Hòa Linh Nhi càng xấu hổ hơn, dù là kết hôn thật thì cũng không thể nào làm sơ sài như thế được, thế vậy trông giống như lấy vợ làm sao. Hụ hụ, hai người bật lên tiếng ho, lại nghĩ cái quái gì thế này, mặt đều nóng hết cả lên, thế nào lại muốn kết hôn thế này. Đại nương, người hiểu lầm rồi. Hai nàng đỏ mặt rồi mở miệng giải thích. Đại thúc, các người đừng như vậy, chuyện này không giống như các người tưởng tượng đâu đầu thôn yên tĩnh lại, ai cũng nhìn hai người bọn họ, không nói thêm lời nào nữa, nhưng sự thân thiện trong mắt không hề giảm đi một chút nào cả. Cuối cùng, mẫu thân của đại tráng phá vỡ bầu không khí này, nói, thầm biết mà, các con thấy xấu hổ đúng không, không sao đâu, mọi người sẽ không chọc dẹo các con nữa, yên tâm đi nhé. Đúng đó, cứ yên tâm đi, cả đám người lại nhiệt tình như trước, tiếp tục bàn tán, thương lượng việc đãi tiệc cùng quậy đêm động phòng như thế nào hai cô gái bị dọa đến sợ chết khiếp nên chỉ còn biết chút giận lên người thạch hạo rồi sau đó lựa lời nhanh chóng rời đi dáng vẻ thướt tha uyển chuyển lúc này khiến cho người trong thôn cảm thấy thật là xinh đẹp tiểu hạo còn không mau mau đuổi theo các nàng hai nàng đang xấu hổ đó một bà lớn tuổi lên tiếng nói thạch hạo ho khan một tiếng nói các thúc các thẩm tộc trưởng ra ra các người không cần phải lo lắng đâu chuyện của con thì con nhất định có thể giải quyết được hôm nay không phải là ngày tốt để kết hôn, con đã cùng các nàng thương lượng qua rồi, phải đợi thêm một năm nữa thì mới cưới. Tại vì chúng con còn có một vài chuyện ở bên ngoài cần phải xử lý cho xong, hôm nay con trở về chủ yếu là ra mắt mọi người thôi à, mọi người thấy hai nàng được không ạ? À? Có việc gì mà còn quan trọng hơn cả việc kết hôn? Người trong thôn đều kêu nó phải mau mau kết hôn, trách mắng nó một hồi, không ngừng khuyên bảo nó, nhưng cuối cùng đành phải chiều theo ý muốn của nó mọi người đều tản đi và bắt đầu đi chuẩn bị rượu thịt để chiêu đãi hai cô gái cùng đám cửu đầu sư tử, dù sao thì bọn họ cũng là những người đầu tiên được Thạch Hạo dẫn về thôn. Vân Hy cùng với Hòa Linh Nhi vô cùng lúng túng, chưa bao giờ bối rối như hôm nay cả, trên mặt vẫn còn nóng gian, cùng hài tử khốn kiếp, đạo đức quá kém, rõ ràng lúc nãy nó cố ý không chịu lên tiếng mà lớn như vậy nhưng hôm nay là lần đầu tiên mà các nàng phải chạy trốn như vậy. Cứ nghĩ tới chuyện này là khuôn mặt của các nàng đều nóng cả lên, mặt lúc này tựa như hoa đào vậy. Thân thể trắng noãn pha thêm phần ửng đỏ. Khi thôn xóm yên tĩnh lại thì các nàng mới dám quay về, sau đó thì lập tức mắng chửi Thạch Hạo, hận rằng bản thân không thể đánh cho Thạch Hạo một trận ra trò, khiến cho đám hòa nha từ điêu cười ha hà không thôi. Chúng ta sẽ không để ngươi yên ổn đâu, hai người xấu hổ và giận dữ, đôi mắt đẹp trừng về phía nó. Thạch Hạo không để ý lắm, cười cười rồi dẫn bọn họ đi tham quan Thạch Thôn. Cho dù là hai cô gái hay là đám cửu đầu sư tử đều vô cùng tò mò với Thạch Thôn. Linh dược lại nhiều như vậy, bọn họ lưu lưỡi, một thôn nho nhỏ mà thôi nhưng lại có thể trồng mấy chục cây linh dược, không ngờ lại có cả cây đào bạc, đó là chuẩn thánh dược, hào quang khắp nơi, linh khí dồi dào. Quả thật là kinh người, càng ngày càng thấy nơi này vượt xa một thánh địa bình thường, bởi vì một cây linh dược cần phải có một tòa linh sơn để tầng bổ cho, nhưng chỗ này lại không phải như vậy. Chỉ có dược điền của vị đại năng thời thượng cổ thì mới đủ khả năng trồng nhiều như vậy, Thạch thôn đã vượt qua rất xa các đại giáo trong thế gian rồi, chim loan năm màu nói. Sắc mặt của Vân Hy cũng thay đổi, Thiên Thần Sơn của nàng cũng có vài dược điền có thể trồng một lúc nhiều linh dược nhưng đó là do thiên thần thời thái cổ tạo ra và bày xuống trận pháp đặc biệt thì mới có thể làm được như vậy. Thạch Hạo cười cười, nói, ta chính là vị đại năng kia, không tin đúng không, vậy ta sẽ trồng thêm mấy chục cây nữa cho các người xem. Khi ở dược đô nó đã tiêu xài hết mấy chục cây linh dược, thế nhưng vẫn còn giữ lại dễ rồi sau đó nó lại dùng bùn cát của bất lão tuyển để tầm bổ cho những cây linh dược này. Bây giờ nó lấy ra những cây linh dược này và bắt đầu trồng xuống thạch thôn. Mọi người thán phục những cây linh dược này muốn chết cũng chẳng được, bất lão tuyển là thứ gì. Với sinh linh mà nói thì đây chính là chất lỏng sinh mệnh mà bùn đất đã ngấm qua thứ này thì đương nhiên có thể nuôi sống linh chu rồi. Tiếp theo, bọn họ chú ý tới một ít sinh linh bé nhỏ trong thôn như thiểm điện khuyển, hạc lông đỏ, khỉ lông vàng, tất cả đều là con cháu của các loài mạnh mẽ thì càng thêm thán phục hơn nữa. Những con vật bé nhỏ này đều là thú nuôi của những đứa bé trong thôn nếu như có thể nuôi bọn chúng đến lúc trưởng thành thì trong tương lai nhất định chúng sẽ trở thành một đội quân có sức chiến đấu kinh khủng. Cuối cùng, bọn họ mang theo vẻ kính để đi tới bài kiến gốc liễu lớn xanh biếc đang tỏa ra hào quang nằm ở trước thôn kia, trong lòng đầy thấp thỏm. Bởi vì, đối mặt với gốc cây đang có sức sống bừng bừng này thì tựa như đang đối mặt với một vị thần linh trí cao vậy. Không cần phải sợ, liễu thần rất hiền từ, chưa bao giờ lấy thần uy ra ép người khác cả, thạch hạo giải thích nói bọn họ không cần lo lắng gì cả. Sự thực cũng được chứng minh, một con gà đất lắc la lắc lư, vô cùng tự nhiên đi tới phía dưới góc liễu rồi nằm xuống, sau đó liếc xéo cả đám người một cái. Sao ta cứ có cảm giác mình đang bị khinh bị vậy nhỉ, Ô không đúng, đó là một con bát chân kê, cửu đầu sư tử giật mình trong lòng vân hy cũng phải giật mình một cái sinh linh quý giá như thế này cho dù là ở thiên thần sơn cũng chỉ còn sót lại một hai con mà thôi một cái thôn nhỏ nhỏ nhưng sao cái gì cũng có chứ cuột sang một bên thạch hạo một cước đá bay bát chân kê sang một bên khiến nó kêu cục tác cục tác không ngừng trên mặt tỏ vẻ không cam Liệu thần, con ở bên ngoài gặp phải một vấn đề lớn, muốn tìm người để xin ý kiến hạ. Thạch hạo ở dưới cây liễu nói, mặt mày cau có kể hết mọi chuyện đã diễn, sau đó lại để Vân Hy bổ sung thêm. Có một số việc, không biết sẽ tốt hơn biết rất nhiều. Liễu thần khẽ nói, ánh xanh tản ra, cánh non mềm mại như lụa cùng với khí tức thần thánh tỏa ra làm cho tâm linh con người trở nên yên tĩnh. Liệu thần, người biết được sự thật hay sao? Thạch hạo hỏi chỉ cần đạt tới cảnh giới kia, hiển nhiên sẽ biết rõ mọi chuyện, hiện tại ngươi đi tìm nguồn gốc của nó cũng chỉ làm chính mình thêm phiền não mà thôi, Liễu Thần vô cùng bình tĩnh nói. Tại sao? Thạch Hạo không cam lòng, tiếp tục truy hỏi đến cùng, biết được sự thật thì sao, cuối cùng cũng sẽ bị xóa bỏ thôi, mà ta hiện tại đang trong quá trình hồi phục cho nên không muốn dính dáng gì tới kiếp nạn này cả, Liễu Thần bình thản giải thích. Cái gì? Một đám người biến sắc. Ký tứ của liễu thần rất rõ ràng, nếu như Thạch Hạo biết rõ sự thật và tiết lộ ra ngoài thì nhất định sẽ bị tiêu diệt. Nếu như liễu thần ra tay cứu nó thì nhất định cũng sẽ bị cuốn vào bên trong đại kiếp nạn này. Liễu thần, người sẽ rời đi ư, Thạch Hạo nhắc tới trận pháp thái cổ ở bên trong thiên thần Sơn, có thể trốn đi ra ngoài. Ta không đi, liễu thần rất bình tĩnh. Tại sao, Thạch Hạo giật mình, nó trở về mục đích là hỏi xem liễu thần có muốn rời đi hay không mà thôi bởi ta tới đây là vì vực, lời nói này liễu thần chỉ chuyển ầm cho một mình Thạch Hạo biết. Thạch Hạo lộ ra vẻ khó tin, lại nghĩ tới lời của tộc trưởng Gia Gia, theo như lời người nói thì năm đó khi liễu thần giáng lâm xuống đây thì đang đắm mình trong lôi hải bên trên chín tầng trời, khiến cho cả thế gian phải chấn động. liễu thần là người của một thế giới khác sao, trong lòng thạch hạo dâng lên sóng biển ngập trời. Còn trùng trên đầu ngươi không phải là vật tầm thường, không thuộc về giới này, nó là độc nhất vô nhị. Liễu thần đột nhiên nói ra như vậy, nhìn hoàng điệp bên trên sợi tóc của thạch hạo. Lúc này, nhị ngốc từ lào đảo đi tới, trên người vẫn chẳng có chút cọng lông nào, liếc xéo Vân Hy một cái, dáng vẻ hiên ngang vô cùng. Là ngươi, Vân Hy cả kinh. Tiểu nhà đầu, tổ phụ ngươi năm đó truy sát ta rất thảm đấy, ép buộc ta phải trốn vào bách đoạn sơn. Ngày hôm nay ngươi dám tới thì đừng hòng rời mà đi, ngoan ngoãn ở lại đây là một cô vợ hiền đi. Nhị ngốc tử tạ ác nói. Ai mượn như ngô dám lẽn vào bên trong thiên thần sơn, lại còn thèm muốn thần chân nữa chứ. Vân Hy chừng nó, trận pháp thái cổ kia đã sớm bị nhị ngốc tử nhòm ngó lâu rồi, về phần thiên thần sơn thì gần đây các nàng mới biết được sự tồn tại của nó mà thôi chuyện cũ đã qua rồi, quên đi, ta không thèm tính toán với hắn làm gì, nhưng mà, hắn nhất định phải tới cầu xin ta đấy, nhị ngốc từ nói toạc cả ra. Cầu xin ngươi, Vân Hy cười gằn. Các ngươi cho rằng đã nghiên cứu hoàn toàn tòa trận pháp thái cổ kia rồi đúng không, cho rằng chỉ cần có hộ tí kia là được à, còn kém xa lắm cưng ơi, nhị ngốc từ xem thường, vô cùng kiêu ngạo nói. Chém gió không biết ngượng à, Vân Hy không tin. Thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, Hồng, Hoàng, ở bên trong tám vực này, ta khẳng định không một ai có thể hiểu rõ được nó hơn ta cả, trừ khi là người của thế giới khác đi tới. Nhị ngốc từ ngạo nghệ nói. Để ta suy nghĩ một chút đã, thoát khỏi tám vực rồi chạy trốn đi ra ngoài, như vậy là trận pháp thái cổ này này, ông, chuyện này thật không hề đơn giản chút nào, liệu thần lần nữa mở miệng. Nó vừa nói chuyện, tất cả mọi người đều yên lặng, chẳng ai dám nói năng lung tung một lát sau nó quyết định để Thạch Hạo cùng Nhị Ngốc Tử đi lên Thiên Thần Sơn nhìn kỹ thứ đó như thế nào. Mặt Nhị Ngốc Tử nhất thời tái mét, năm đó nó đã phá không ít đồ trên Thiên Thần Sơn, sau đó bị đuổi giết một cách thê thảm, hiện tại dám vác sát lên đó thì không chừng sẽ bị luộc chín làm thức ăn mất. Thạch Hạo cũng nhíu mày, nó tới đó có thể nhận ra cái gì chứ, khẳng định không thể nào nhìn rõ trận pháp thái cổ kia được. Ta nhớ tới một ít chuyện thời xa xưa, cảm thấy thứ đó hơi quái lạ, bình thường ai lại đi lưu lại một cửa sinh như vậy chứ, ta sẽ bí mật đi cùng với ngươi, đi xem rõ ngọn ngành mới được, liễu thần chuyển âm. Sau một khắc, thạch hạo khiếp sợ, một bóng người cao giáo từ bên trong cây liệu bước đi ra ngoài, phong hoa tuyệt đại, bệ nghệ vạn vật, ngạo thị thiên địa. Nhưng mà, trừ thạch hạo ra thì những người khác không một ai có thể nhìn thấy cũng như không hề có một tí cảm giác nào hết trong phút chốc thạch hạo cũng không còn nhìn thấy gì rụi rụi con mắt trong lòng thịt thịt không ngừng nhảy rộn lên nhưng cuối cùng nó cảm giác rằng liễu thần đang ngay ở bên cạnh mình